Chính phủ vừa ban hành nghị định mới bổ sung điều khoản có lợi cho thu nhập của phi công Vietnam Airlines là người Việt Nam. Trước đó thì có nhiều thông tin phản ánh tình trạng phi công Việt Nam làm việc cho hãng Vietnam Airlines nhận lương thấp hơn phi công nước ngoài khi mà làm cùng hãng. Theo đó thì Vietnam Airlines khi trả lương cho phi công người Việt Nam từ quỹ tiền lương theo quy định mà mức lương của phi công đó thấp hơn lương phi công nước ngoài cùng làm việc cho hãng thì được xác định nguồn tiền lương bổ sung để trả thêm cho phi công người Việt Nam theo quy định. Việc bổ sung tiền lương cho phi công Việt Nam Airlines theo nội dung nêu trên sẽ được tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Hiện có 829 phi công Việt Nam đang làm việc tại Việt Nam Airlines, 152 phi công ở nước ngoài và lương bình quân của phi công nội địa là 85 triệu đồng mỗi tháng, bằng 59% so với lương phi công nước ngoài, tức là 145 triệu đồng. Và theo thống kê thì tranh lệch tiền lương dẫn đến số phi công Việt Nam chấm dứt hợp đồng lao động với Vietnam Airlines giai đoạn 2018-2022 lên tới 154 người và giả định mỗi năm Vietnam Airlines bị chảy máu từ 120 đến 140 phi công nội địa thì chi phí phụ, phụ phụ trội để thuê phi công nước ngoài thay thế là từ 300 đến 600 tỷ đồng việc thuê mướn không dễ trong khi tiềm ẩn nguy cơ đình trệ bay do không đủ nhân lực phi công.